hoạch tiền bay cả quán cứ như là duy mạch ở mặt anh tuy thì hơi lạnh nhưng ấm áp ngay khi có em ở bên cạnh. Thấy anh hớt tay trên mà em gấp bay lên, anh đang đốt cây ben của anh birthday man, rồi em sẽ quen ngay cầm cái đuốc trên tay, anh đang bước trên mây mà em bước lên đây. Ôi, xin chào các bác anh em, và ngày hôm nay chúng ta sẽ khai thác sâu về cái dòng nhạc mạnh trên những cái bộ cấu hình combo. Cấu hình combo này chúng em đang lựa chọn toàn bộ tất cả các thiết bị đều có một cái mức công suất rất là khủng ạ. Và mục tiêu của cấu hình combo cũng như là nội dung của chúng em muốn truyền tải ngày hôm nay đối với tất cả các anh em yêu thích những cái dòng nhạc mạnh như thế này, muốn có được một cái sự thăng hoa cảm xúc trên một cấu hình combo, chúng ta phải đầu tư với một cái mức tiền là trên dưới 40 triệu đồng. Em tí nữa em sẽ để một cái mức giá cho anh em tham khảo. Và đây, toàn bộ đều đến từ thương hiệu Vớt, những đôi loa full tiếng bass chắc nịch căng đét trên đôi loa VA12 bản bass 30 này. Với công suất khai thác max 1200W thì đương nhiên với những dòng nhạc hay là những không gian rộng lên đến hàng trăm mét vuông nó vẫn thể hiện rất là tốt. Đấy. Chi tiết nhạc thì các anh em có thể là trải nghiệm tất cả những cái bản nhạc chúng em test, tất cả những bản karaoke chúng em đã test trên cái bộ combo này thì anh em thấy được. Và chính trong video này các em sẽ được nghe một bản nhạc cực kỳ mạnh. Ok, tiếp theo. Trong một bộ dàn âm thanh để có một cái giải loa siêu trầm gọi là tần số thấp, tần số trầm mà thường ở cái ngưỡng giải là 50, 60, 70, 80, 90Hz thì đối với cục loa siêu trầm S1500 Pro này nó sẽ thể hiện tốt cái vai trò của nó, đó là đánh cho cái tiếng bass nó căng lực hơn, sâu hơn, hỗ trợ cả những cái bản nhạc vàng nhẹ nhàng cho đến những cái bản nhạc phối theo phong cách DJ điện tử như thế này. Với cái mức giá hiện tại con súp này em bật mí là 8.500.000 đồng, hàng chính hãng, sẽ được bảo hành 1 năm. Các anh em ạ, liên hệ cho Zika để được sở hữu cho mình những cái cấu hình combo khủng và những cái chương trình ưu đãi nhé. Không thể loại trừ đi được những cái bộ dàn âm thanh, phải thừa nhận là nó hay và căng khi chúng ta phối ghép những đôi loa công suất khủng với những chiếc đẩy công suất khỏe. Đẩy khỏe thì nó sẽ đánh được ra hết chất của loa, mà chúng ta phải lựa chọn những chiếc đẩy nó có những cái công nghệ cao cấp như là mạch Class H này, công suất khỏe này, có nhiều tính năng như chống chập cháy, bảo vệ tuyệt đối cho cái việc mà trong quá trình sử dụng sẽ không có sự hiện tượng như chập dây cực dương cực âm vào nhau mà nổ đánh bọp một cái, hay là bị ngắt công suất, ngắt tạm thời. Như riêng con này các anh em có thể dùng một kênh để đánh loa và một kênh chập dây và vẫn đánh bình thường. Đấy, tính năng bảo vệ cực kỳ cao, màn hình này hiển thị đầy đủ như các anh em này, điện này các anh em đang ở cái ngưỡng bao nhiêu này, nhiệt độ của từng kênh một này. Đấy, con này là con đẩy hai kênh WeWord GXS600 Pro, hiện tại đang có giá bán là 8 triệu đồng. Cái vấn đề nữa em muốn đi sâu hơn một chút, đi sâu đi sát vào cái thực tế một chút, là đối với những chiếc đẩy hiện nay công suất khỏe hoặc những dòng đẩy mà không phải là đẩy của WeWood, hay là những cái dòng đẩy nó có một cái kích thước chiều sâu vào lên đến ngoài 40, 45 đến 50, thì chúng ta để vào trong cái không gian hốc tủ nhà mình thường sẽ không đóng được cửa, phải không? Nhưng riêng trên con đẩy GX này với cái chiều sâu của nó chỉ hơn 30 một chút thôi, là cái việc các em để hốc tủ vẫn có thể đóng được cánh cửa. Không phải, mình không phải là cắt tủ hay là tháo vào cánh cửa cả. Nó không ảnh hưởng gì đến cái cảnh quan mỹ quan ban đầu của, cũng như là cái thiết kế của cái kệ TV đấy. Điểm mạnh của nó là công suất khỏe, thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với cái những cái hốc tủ nhỏ xinh xinh nhá. 8 triệu đồng con đẩy. Một chiếc vang số chỉnh cơ, chúng ta hay gọi là vang số lai cơ, giá 3.500.000 đồng. Nay Zika đang khuyến mại cho anh em còn 2.500.000 nhé. Lưu ý trong cấu hình combo này chúng em sẽ khuyến mại trực tiếp cho anh em 2 triệu đồng tiền mặt, khuyến mại 1 triệu cho con vang và khuyến mại 1 triệu cho bộ mic. Các anh em sẽ có được cái mức giá là được khuyến mại 2 triệu đồng tiền mặt khi đến với Zika chúng em. Bộ mic không dây VK321 sóng khỏe, tiếng hay, bắt mic nhẹ. Đó. Hôm nay thì em sẽ không test mic mà em sẽ test bản nhạc căng. Ok, em sẽ lấy luôn cái nền nhạc này và test một đoạn nhạc căng đét cho các anh em, để các anh em thấy được là một bộ cấu hình combo loa full ghép với đẩy rời, vang rời, nó đem được lại chúng ta những cảm xúc như thế nào. Thì xin mời các anh em đeo tai phone vào để chúng ta lắng nghe và thưởng thức ạ. Nghe đâu đây gọi tên anh, em là tên thật lòng anh trong anh. Siêu bạch lên đây lung la lung lay. Anh chỉ có 10202. Trên tay anh đang bước trên mây mà em bước lên đây. Baby,
giọt bờ môi. Về đích xung quanh em cũng chỉ vun vật mà thôi. Họ phải xinh như em, người em cần đó là tôi. Anh cũng đâu có sang như nơi anh ngồi đó là ngôi. Nghe đục đi gọi tên anh em là tin thật lung lay trong anh. Siêu bạch lên đây lung lay lung lay. Anh chỉ có 10202. Không cần vâng tục vâng tục. Cưng cũng không cần tăng lực tăng lực. Vẫn cứ căng cực căng cực căng cực. Bay cao đây là năng lực năng lực. Nhạc đập căng cực căng cực căng đập. Em từ trong ngực xong gặp. Giống em như lòng nhật phong giật. Em vẫn điên trong thế giả không thật. Alright. Đối với anh ngày đêm lại no cry. Của anh giúp em quyết lại lâu vai. Nhà anh thì nghe nhận những chọn đêm nay em sẽ bẻ sâu hai. Lực trên nước như là way. Squat tư thế như là raver. Bước lên trước giữa sắt layer. Anh vẫn bệnh dụ cái đồ ngại giờ. Em yêu em muốn được đi đâu.